Xin chào các bạn, đây là một chiếc hộp đến từ Xiaomi. Và như các bạn đã đọc tiêu đề của video rồi, nhân vật chính của chúng ta chính là xả bảo này. Chiếc tai nghe headphone đến từ Xiaomi, nó có mức giá là khoảng hơn 100 đô trên website gearbest.com mà mình đã đạt được. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về chiếc tai nghe này để xem liệu với mức giá của nó và những trải nghiệm nó mang lại thì nó có thuyết phục được các bạn mua nó giống như là nó đã thuyết phục mình hay là không. Ok, thì đây là một chiếc hộp rất lớn của nó và mình sẽ cùng các bạn khám phá ra một chút. Bên trong này, đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng các thứ tùm lum bỏ qua. Chúng ta sẽ có rất nhiều ngăn chứa rất nhiều phụ kiện khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái hộp ở đây. Chúng ta có một cái phần nút tai. Đây là phần pad để mà các bạn có thể thay thế Xiaomi headphone này. Mình gọi là Mi Portable đi. Thì nó có một điều rất là thú vị là các bạn có thể thay được cái phần đệm tai ở đây. Tức là chúng ta có thể thay đổi được cái kích cỡ để mà đeo vào. Nó sẽ có hai kích cỡ là chính. Một là cái cỡ half size như này, các bạn có thể thấy là nó là bọc da. Nó được tặng kèm theo cái, đây là cái này là bằng bông. Nó sẽ giúp cho các bạn đeo vào mùa đông ấy, nó ấm tai hơn và nó êm hơn rất là nhiều. Mình thì mình thích đeo bằng da. Bên cạnh đây, chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ để mà các bạn đựng một cái. Đó là một cái phần túi nhung giúp các bạn có thể bảo vệ chiếc tai nghe một cách đẹp hơn. Mình đã tháo ra và mình sử dụng ở đây rồi. Và cuối cùng, một cái thứ mình đánh giá rất là thú vị mà thằng Hiếu Dani nó cực kỳ thích luôn, đó là cái phần ở đây. Chúng ta có pad full size bằng da. Quá đẹp. Đó. Tức là tùy thuộc vào đó là các bạn có thể thích thì chúng ta có thể đeo half size, các bạn thích thì có thể là đeo full size. Đeo full size thì nó sẽ phù hợp với những ai mà có tai to một chút hoặc là muốn có một cái khả năng cách âm tốt hơn. Rất là tuyệt vời, nó sẽ tặng kèm đầy đủ ở đây. Và để thay đổi được cái phần size này thì các bạn rất là đơn giản. Chúng ta sẽ chỉ cần lấy cái tai nghe ra, các bạn vặn ngược ra, tháo, vặn ngược ra. Ấy, lần đầu thì các bạn phải sử dụng hơi nhiều lực một tí, nhưng lần sau thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ mình sẽ lắp lại. Đó, sau khi mình lắp xong thì các bạn sẽ có một chiếc tai nghe full size như thế này. Đeo lên rất là đã. Nhưng mà các bạn có thấy thắc mắc một điều không? Là bởi vì ở đây không hề có một cái dây nào để các bạn có thể kết nối đến, mà chiếc tai nghe này lại không phải là một chiếc tai nghe Bluetooth. Và chúng ta sẽ có một cái phụ kiện tặng kèm cụ thể ở đây. Một chiếc dây để các bạn có thể kết nối đến. Và dây này nó sẽ có một cái điều khá thú vị như sau. Một đầu đó là 3.5 để các bạn có thể kết nối tới những thiết bị điện thoại, rồi là máy tính bảng hay là máy tính các thứ sử dụng các bạn như là những chiếc tai nghe thông thường. Và một đầu còn lại là 2.5 để các bạn có thể kết nối tới chiếc tai nghe. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý một điều là bởi vì đây là một chuẩn rất riêng của Xiaomi, nó chỉ là 2.5mm và các bạn có thể kết nối vào đây. Kết nối vào đây. Thế nên lời khuyên của mình dành đến cho các bạn đó là hãy cố gắng bảo quản thật tốt cái sợi dây này. Bởi vì theo như mình nhớ không nhầm ạ, thì ở thị trường Việt Nam hầu hết những tai nghe khác, cái kể cả cắm vào phần driver nó có sử dụng chuẩn 3.5, vậy nên tìm kiếm rất là dễ. Nhưng với sản phẩm này, nó khi cắm vào driver nó chỉ chuẩn 2.5, vậy nên các bạn sẽ phải mất thêm một khoản chi phí khá là lớn nếu họa chăng đó là các bạn làm mất đi cái sợi dây zin này. Và như các bạn có thể thấy là với sợi dây mà Xiaomi tặng kèm này thì khả năng hoàn thiện của nó là cực kỳ tốt, khi mà bên ngoài các bạn thấy là chúng ta được bọc một cái lớp dây dù màu đen ở đây. Nó rất là mềm và các bạn không bao giờ bị lo là nó bị rối lại. Tức là cái độ bền của sợi dây này mình đánh giá là rất là tốt. Bên dưới đây thì các bạn sẽ vẫn có một cái phần mic để giúp các bạn có thể nói chuyện thông qua máy tính này, thông qua điện thoại một cách rất là dễ dàng, giúp các bạn đàm thoại một cách cực kỳ là đơn giản luôn. Bỏ qua phần thủ tục chia sẻ đến phần phụ kiện một chút thì bây giờ mình sẽ đánh giá về những thứ khác trên chiếc tai nghe này. Cái đầu tiên mình thích một điều là khả năng hoàn thiện của chiếc Xiaomi Portable là cực kỳ tốt. Các bạn có thể thấy này, đầu tiên là chúng ta có phần driver ở đây là bằng kim loại, thậm chí cả phần khung ở đây cũng là bằng kim loại và chúng ta sẽ có rất nhiều phần khớp để các bạn có thể kết nối. Thậm chí ngay cả phần các bạn có thể thấy là chúng ta thay đổi kích cỡ này, khung bên trong cũng là bằng kim loại và cái khớp ở đây nếu mà các bạn trượt ra trượt vào các bạn sẽ thấy nó êm và nó mềm đến mức độ như thế nào. Mình cực kỳ thích cái cảm giác này. Rồi phía bên trên các bạn có thể thấy là da được khâu rất là tỉ mỉ và được bọc dây rất là cẩn thận. Và thậm chí bên trong khi mà các bạn đệm vào để mà bám vào phần đầu của các bạn ở đây thì nó cũng đều được làm bằng da và nó tạo cho các bạn một cảm giác đeo là rất là mềm, thoải mái, dễ chịu. Bên trên chúng ta sẽ có một phần logo Xiaomi. Mình thích nữa đó là màu vàng, phần chỉ màu đỏ và màu đen ở đây, nó lại càng làm cho cái sản phẩm này thêm cái phần gọi là sang trọng và đẳng cấp. Thực ra thì chiếc Xiaomi Portable này chúng ta có một phiên bản màu trắng khác nữa, tức là nó full trắng rất đẹp và nói chung là kiểu rất là nữ tính, nó sẽ hợp dành cho các bạn gái. Còn nếu với các bạn trai thì có thể sử dụng cái màu sắc như mình ở đây, nó sẽ tạo ra một thứ gì đó sang trọng và nó còn chảnh hơn rất là nhiều. Nói về cái cảm giác đeo thì đương nhiên chúng ta sẽ có hai cái kích cỡ pad để mà các bạn có thể thay đổi, đó là half size và full size. Thì mình đánh giá rằng cả hai cái kích cỡ này nó cũng giúp cho các bạn có một khả năng
thoải mái khi mà đeo. Tuy nhiên thì với full size nó sẽ dễ chịu trong một cái khoảng thời gian dài hơn. Còn half size thì nếu bạn nào không thực sự quen hoặc là tai các bạn quá lớn thì nó sẽ khiến cho cái vành tai của bạn hơi đau một chút. Nhưng mà tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng sở thích của từng người mà thôi. Không sao. Giờ đánh giá đến phần chất âm chút nhỉ. Cái đầu tiên mà mình thấy ấn tượng đó là nó tròn dài ở tất cả mọi giải. Từ chép này, từ mid này, rồi từ bass. Nó không thiên về bất cứ một cái giải nào. Không thiên về bass giống như beat, không thiên về chép giống như một vài những cái tai nghe chuyên để nghe nhạc vàng, mà nó rất là cân bằng. Tức là ở cái giải nào các bạn cũng có thể đều nghe được rõ ràng đầy đủ từng chi tiết. Từ giọng hát của ca sĩ này, từ phần trống đệm ở phần bass này, rồi là từ phần mid chép của những cái nhạc cụ. Nói chung là nó thể hiện rõ ràng chi tiết ra từng thứ một. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý, tức là đây là một cái tai nghe với trở kháng khá là lớn. Thế nên là các bạn sẽ cần phải có một nguồn phát tốt thì mới có thể gánh ngon được cái chiếc tai nghe này. Thì cái lời khuyên của mình đó là hãy sử dụng kèm với một chiếc máy nghe nhạc đến từ Sony, tức là một cái thiết bị nào đó chuyên về âm thanh, thì nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm về âm thanh đó là tốt nhất dành đến cho các bạn. Thế nhưng sản phẩm này không phải là không có điểm yếu đâu các bạn. Cái điểm yếu đầu tiên đó là các bạn có thể thấy này, chúng ta có cái phần pad ở đây, nó có thể xoay. Tuy nhiên thì nó lại không xoay được hẳn tới là 90 độ, mà nó sẽ chỉ xoay được một khoảng nhất định này mà thôi. Vậy nên nếu mà đôi khi bạn nào mà không để ý để xuống mặt bàn như này mà vô tình ngồi xuống ép xuống thì chắc chắn cái phần bản lề này sẽ bị gãy. Với một vài những chiếc tai nghe mà mình đã từng biết thì cái phần này họ có thể bẻ ra được 90 độ, tức là nó có thể nằm giảm xuống cái phần mặt bàn ở đây. Nó sẽ khiến cho cái phần cơ này nó sẽ linh hoạt và chắc chắn hơn. Cái điểm thứ hai đó là mức giá của nó thực sự vẫn khá là cao. Ở Việt Nam thì không có nhiều người sở hữu cho mình chiếc Xiaomi Portable này, mà chủ yếu đó là mua hàng xách tay từ bên ngoài. Chứ như mình đây, mình phải mua ở bên Gearbest với mức giá lên tới là 105 đô. Tính ra thị trường Việt Nam thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2,3 triệu hơn một chút. Đó là chưa kể là những cái phí dịch vụ khác, rồi thuế, ship các thứ linh tinh. Nhưng nó vẫn có những cái thứ như mình đã chia sẻ, tức là một khả năng hoàn thiện rất tốt. Có một cái khả năng thay đổi được pad này giúp các bạn có thể tùy biến theo sở thích của cá nhân. Chúng ta có một độ sang chảnh nhất định, thiết kế rất đẹp, và cũng như là cái chất âm của nó thì nó có thể phù hợp dành cho tất cả mọi người. Khoảng hơn 2 triệu. Nói chung là mình đánh giá là ok rồi. Vậy là mình đã cùng các bạn đánh giá về chiếc Xiaomi Portable này mà mình đã mua được trên Gearbest.com. Các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Và các bạn có ý định mua cái sản phẩm này hay là không? Hãy để lại ý kiến của mình ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.